Trang từ ở Nhật Trang về thì những cái quà thường thì Trang hay mua, mua sâm nè. Sâm này của Nhật rất là tốt cho sức khỏe luôn nè cả nhà. Trang xin chào cả nhà đang xem kênh Thùy Trang GB. Cả nhà ơi, hôm nay Trang mời cả nhà cùng với Trang đi vào trong siêu thị nhà thuốc nè, để mình mua một ít thực phẩm chức năng hoặc là những cái thuốc gì mà cần thiết mình mang về làm quà cho người thân mình ở bên Việt Nam đó. Mời cả nhà cùng với Trang vào trong nhà thuốc để mình tìm mình mua nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì Trang mời cả nhà cùng tham khảo cái video clip hôm nay, là cái video clip Trang gợi ý đến với cả nhà mình. Từ ở nước ngoài mình về thì thường mình mua những cái gì để mình cần thiết á, để mình mua mình mang về Việt Nam mình làm quà cho người thân mình. Thì Trang từ ở Nhật Trang về thì những cái quà thường thì Trang hay mua. Ở đây là đặc biệt là như là ông bà, cha mẹ Trang thì lớn tuổi thì thường là Trang mua sâm nè. Sâm này của Nhật rất là tốt cho sức khỏe luôn nè cả nhà. Uống rất là tốt cho sức khỏe luôn. Những khi mà ông bà cha mẹ mình mà có bị đau ốm hay là biến ăn á, sức khỏe không được tốt thì mình nên mua cái này về để mình làm quà biếu cho ông bà cha mẹ mình. Hôm nay Trang mua rất là nhiều luôn, Trang mua tới 10 hộp này nè. Một hộp này trong đây nó có 16 gói mà Trang mua 10 hộp này để Trang mang về Trang làm quà. Rồi cái thứ hai nữa đó, nói về cái này là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng thì Trang thường là Trang mua cái loại vitamin tổng hợp này nè cả nhà, về để Trang làm quà, Trang làm quà cho gia đình. Này là vitamin tổng hợp, uống rất là tốt cho sức khỏe luôn. Thì đây là cái loại vitamin ha, vitamin tổng hợp. Cái thứ ba nữa, là Trang sẽ mua cái loại cái thuốc này. Cái này cái dạng giống như là rau củ thực phẩm chức năng nhưng mà uống rất là tốt. Ông bà cha mẹ mình ví dụ như mà ít ăn rau củ đồ thì ít ăn quá thì hay bị táo bón thì thường là Trang mua cái này về cho người nhà của Trang nè, ông bà cha mẹ Trang uống mỗi ngày thì buổi sáng chỉ cần uống một viên thôi là người nhà của mình rất là tốt, cái đường ruột dễ đi tiêu hóa, rất là nhẹ luôn, không có bị táo bón. Thì Trang lúc nào Trang về Trang cũng mang cái này về để cho mẹ Trang uống hết. Rồi cái này là cái thuốc đau bao tử, cái dạng thuốc đau bao tử này cả nhà. Trang là có bản thân Trang từ xưa đến giờ Trang hay bị đau bao tử, thì lúc nào Trang về Việt Nam Trang cũng mua cái thuốc này, chẳng những Trang uống mà Trang cũng làm quà cho người nhà Trang. Như là các anh Trang ở Việt Nam thì hay giống như là đi làm việc là giao tiếp với lại bên ngoài nhiều thì uống nhiều rượu bia hoặc là ăn những cái gì mà dầu mỡ nhiều á, thì bao tử nó khó tiêu hoặc là nó bị đầy hơi, đau bao tử đồ này kia nọ, thì thường là uống cái này, uống cái loại thuốc bao tử này rất là tốt luôn. Nó làm cho mình không bị đầy hơi và bao tử của mình rất là dễ chịu, mình rất là dễ tiêu hóa. Chỉ cần một lần mình uống 3 viên, nếu như mình bị nặng thì một ngày mình uống 3 lần. Còn nếu mình không bị nặng thì vào buổi sáng mình ăn uống mà mình cảm thấy nó hơi khó tiêu, đầy hơi khó tiêu thì mình chỉ cần uống một lần 1-3 viên thôi là trong một ngày đó là đã đủ rồi đó cả nhà. Hoặc là mình uống bia uống rượu mình cảm thấy người mình nó khó tiêu quá, mình uống cái này cũng rất là tốt luôn. Rồi cái thêm một cái nữa là đây là chai xịt mũi. Cả nhà ơi, bây giờ thì ở bên Việt Nam mình đang có cái bệnh sốt xuất huyết rất là nhiều luôn, nên Trang cũng rất là lo lắng. Khi Trang về Việt Nam thì Trang sợ mũi cắn nè. Cái thứ nhất nữa là con cháu đồ của Trang ở bên Việt Nam ở dưới quê đồ thì có rất là nhiều mũi, tặng cho con cháu để xịt để phòng chống mũi. Cái loại chai xịt mũi này rất là hay luôn á cả nhà. Lúc nào Trang về Trang cũng mua cái này mang về để làm quà hết cho cháu Trang ở từ ở thành phố cho tới ở dưới quê cũng vậy nữa, thì có rất là nhiều mũi luôn á cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ thì tới là cái thuốc nhỏ mắt nè. Ở đây là Trang mua rất là nhiều thuốc nhỏ mắt luôn á, để Trang về Trang làm quà cho gia đình nè, cho mấy cháu nè. Mấy cháu Trang thì đi học á, với lại nhiều khi mình đi xe đồ ở ngoài đường á cả nhà, thì có rất là nhiều bụi bặm nè, nó bay vào mắt, nên là cần mua những cái loại thuốc này nè để đem về làm quà. Đây là nó có nhiều loại lắm. Vitamin tổng hợp, vitamin A, E nè, vitamin B nè, nhiều lắm luôn á cả nhà. Với lại một cái loại thuốc nhỏ mắt á, Biroto này, cả nhà biết không, nhiều khi mình làm việc mệt mỏi á,
thì mình cần nó nhỏ để cho con mắt mình nó sáng mà nó đỡ đỡ mỏi mắt đó, cả nhà rất là tốt luôn. Nhất là con em mình á mà học nhiều á, những ngày mà thi cử nó học nhiều á, nó thi bài vở nhiều quá, nó học rất là nhiều á, nó rất là mỏi mắt, mắt bị yếu, thì dùng cái này rất là tốt. Cả nhà biết không, bản thân Trang cũng vậy nè. Trang làm việc trong công ty á, thường á, thì Trang làm 8 tiếng đồng hồ, Trang ngồi với lại cái ánh đèn á, ánh đèn lát á, cả nhà Trang kiểm hàng á, thì mắt Trang rất là mỏi. Thường xuyên Trang thường nhỏ cái thuốc nhỏ mắt này lắm, nhỏ vô á, là mắt mình á, nó khỏe lắm, nó đỡ mỏi mắt nè, mà nó sáng mắt mắt nữa, nó làm cho mắt mình rất là khỏe luôn, rất là tốt, không bị khô mắt nữa. Nên á, Trang thường xuyên nhỏ cái này, nên là Trang mua về á, Việt Nam á, lúc nào Trang về Việt Nam Trang cũng mua, Trang mang về để Trang làm quà cho người thân hết trơn á. Đó, nó có rất là nhiều, mỗi lần mà Trang về á, cả nhà biết không, Trang mua rất là nhiều luôn á. À, thuốc nhỏ mắt để dưỡng cho nó có vitamin A, vitamin B nè. Rồi thuốc nhỏ mắt dành cho giống như thuốc bổ mắt vậy đó cả nhà. Rồi á, thì nếu như mà ở bên Việt Nam mình á, thì mùa hè này á, cả nhà biết là trời nắng rất là nóng luôn. Thì thường á, thì chị em phụ nữ mình á, thì sợ đi ra đường mà nắng nóng á, là bị đen da nè, hay bị rát da. Thì Trang á, thì thường á, là đem những cái này về Trang làm quà, Trang tặng nè. Mà bản thân Trang cũng xài luôn nữa. Đây là cái loại Biore. Biore á, là chống nắng, nó chống nắng cực mạnh luôn á cả nhà. Đây là cả nhà xem cái độ chống nắng của nó nè. Tới độ chống nắng của nó là tới 50 cộng lận. Là tức là nó vừa chống nắng mà nó có dưỡng da cho mình luôn á cả nhà. Trang mua rất là nhiều luôn đó. Đây nè, cái này á, là loại chống nắng này á, thì dành cho giống như là trẻ em á, để nó thoa lên trên mặt luôn á. Dạng giống như là trang điểm luôn vậy đó cả nhà. Thì nó có tông nền, nó hơi có tông nền, nó hơi sáng một tí xíu nữa. Là cái loại này dành cho trẻ em. Còn cái này á, là loại chống nắng body. Này á, là mình chỉ thoa chống nắng body thôi. Còn cái này mình có thể mình thoa lên trên mặt mình luôn. Rồi, thì nếu như mà nói về collagen, collagen uống cho phụ nữ mình, chị em phụ nữ mình mà đẹp da thì thường là Trang mua cái loại này. Cái loại này là collagen này á, giống như là collagen tổng hợp vậy đó cả nhà. Nhưng mà nó rất là tốt luôn, uống rất là tốt luôn á cả nhà. Nên là Trang lúc nào Trang về, Trang cũng mua cái này Trang mang về. Mà ở bên đây Trang cũng uống loại này luôn nữa. Trang về để làm quà nè, tặng cho bạn bè nè. Những các nàng mà ở bên Việt Nam á, thì nếu như mà muốn mà uống collagen á, thì mình thường xuyên mình uống cái loại này đi. Cái loại này nó vừa với túi tiền của mình nè, không có đắt lắm mà lại tốt nữa. Mình uống trong vòng 6 tháng rồi mình ngưng 6 tháng bắt đầu mình lại uống lại tiếp nữa. Thì cái loại uống collagen này. Còn đây là một cái sản phẩm á, là Trang nói về mặt nạ. Đây là mặt nạ nè, mặt nạ trái cây. Thì cái mặt nạ này á, thì mình thường xuyên đắp mỗi ngày nè cả nhà. Ở đây á, là mặt nạ này á, là hầu như là ở đây á, Trang mỗi ngày Trang đắp một miếng mặt nạ này nè. Vào buổi sáng, sáng Trang ngủ dậy á, thì Trang đắp một miếng mặt nạ này để cho da của mình á, nó lại nó căng ra, mà lại nó lại có giống như lúc mà mình đi ra đường mình muốn trang điểm á, thì nó nâng tông lên, nó làm cho da mình nó sáng, nó nâng tông lên rất là tốt luôn. Thêm một cái nữa là cái mặt nạ vitamin này. Mặt nạ vitamin C này á, là nó cung cấp á, độ ẩm cho da. Và là nếu như mình những lúc mình đi ra đường mà có nắng á, thì nó cũng da của mình nó đỡ. Tại vì nó có vitamin C á cả nhà, nó làm cho da mình nó rất là tốt luôn. Đây là cái mặt nạ vitamin C. Mặt nạ vitamin C này á, thì một tuần lễ mình chỉ cần mình đắp 2 lần thôi cả nhà. Một tuần lễ đắp 2 lần thôi. Còn mặt nạ trái cây này á, thì mình thường xuyên mình đắp á, mỗi ngày, mỗi buổi sáng á, nhà mình đắp một miếng lên. Tại vì giống như mà chị em phụ nữ của mình mà đi làm việc hay là ngồi văn phòng đồ á, sáng mà mình muốn á, là cho cái da của mình á, mà nó được nâng tông lên, nó sáng da, nó căng mọng da mà nó đẹp á, thì mình sử dụng cái này, cái mặt nạ trái cây này. Rồi ở đây á, thì Trang có rất là nhiều luôn, chẳng hạn như là kẹo xinh gươm. Đặc biệt cái kẹo xinh gươm này á, cả nhà nhai một cục kẹo xinh gươm này nó rất là thơm, nó thơm tới 8 tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà nó cái chất ngọt của nó á, mình cứ nhai mình cảm thấy nó cứ ngọt 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 á, trong cái miếng kẹo á nó cứ ngọt ngọt hoài, nó làm cho mình rất là thơm miệng luôn, rất là tốt luôn. Nên Trang cũng mua cái này á, Trang mua tới 5 hũ lần Trang về á Việt Nam, Trang làm quà, Trang tặng cho bạn bè cả nhà. Đây là cái thuốc nhuộm tóc nè cả nhà. Thuốc nhuộm tóc này á là dành cho tóc bạc nè. Thường á thì
các bạn, anh chị em á, hay là người nhà của mình mà lớn tuổi á, mà tóc bị bạc đó, thì thay vì mình đi ra tiệm á, mình nhuộm cả nhà, còn này á, thuốc này nó rất là dễ luôn, nó rất là dễ luôn á cả nhà. Chỉ cần á, cả nhà đổ thuốc này vào trong cái chai nè, rồi mình lắc nhẹ sơ sơ lên, rồi mình nhuộm hết cái đầu mình nó lên bọt á, nó có bọt giống như là mình gội đầu vậy đó cả nhà. Rồi mình để khoảng 30 phút sau á là mình đi xả lại, mình gội lại là tóc của mình á, nó không có còn bị bạc nữa, mà nó sẽ đều màu. Ví dụ này nó có rất là nhiều màu luôn á cả nhà. Mình cần màu đen nè, màu nâu nè, màu nâu đỏ nè, rất là nhiều màu luôn, nhưng mà rất là dễ gội. Thì Trang mua cái này về để Trang làm quà nè, Trang biếu cho gia đình của Trang á. Còn cái thuốc nhuộm tóc loại này á, là dành cho tuổi teen. Nếu như mà bạn nào ở bên Việt Nam mà tuổi teen muốn nhuộm á, không phải là tóc bạc nha, mà là tuổi teen á, mình nhuộm á, mà giống như là mình muốn nhuộm cho tóc mình nó có nhiều màu đẹp á, đủ thứ màu hết trơn á cả nhà, thì thường á, là Trang mang cái này về Trang tặng nè. Đây á, là cái thuốc này nó cũng rất là dễ nhuộm luôn cả nhà. Xem cái hình ở mé ở đằng sau của nó ở đây nè, đây nè, anh cho cả nhà xem cái hình ở đằng sau của nó nè, rất là dễ nhuộm luôn. Nhuộm á, mình nhuộm á là nó cũng giống như là mình gội đầu vậy, xà bông vậy đó cả nhà. Mình cứ xịt lên hết cái đầu mình á, mình xoa đều hết cái đầu mình như nó có bọt giống như xà bông vậy đó. Rồi mình để khoảng 30 phút. Nếu mà muốn lên màu nhiều nữa hơn nữa thì mình để khoảng 40 phút, 50 phút là nó lên màu thật là nhiều, rất đẹp lắm. Nhưng mà cọng tóc nó rất là bóng, rất là mượt luôn á cả nhà. Nãy giờ Trang quên cho cả nhà mình xem, ở đây là son nữa. Thì son này là son dành cho tuổi teen nè. Trang thì nói chung là tuổi teen xài cũng được, nhưng mà lớn lớn tuổi, độ tuổi như Trang vẫn xài được cả nhà. Cái này son này mình thoa lên thì nó làm cái môi của mình nó rất là dễ chịu, nó nhẹ cái môi lắm. Nhưng mà mình đi ra ngoài, mình đi ăn đồ thì nó không bay cả nhà. Đặc biệt là nó không bay mà nó giữ màu rất là tốt luôn, mà nó làm cho mình không bị thâm môi nữa. Son môi của cái hãng này Trang rất là vừa ý luôn nè cả nhà. Rồi thì ở đây thì Trang có những Trang giới thiệu với cả nhà mình, gợi ý cho cả nhà mình, nếu như mà các bạn nào mà đang sống ở bên Nhật mà muốn về Việt Nam để mình thăm gia đình người thân của mình á, nhưng mình đang đắn đo, mình suy nghĩ, mình không có biết chọn mua những cái loại nào để về á, mình làm quà mình tặng cho người thân mình để cho phù hợp á cả nhà, thì hôm nay là cái video này Trang gợi ý. Nếu như các bạn ở bên Nhật thì Trang gợi ý mua những cái loại này á, là mình mang về Việt Nam á, mình làm quà mình tặng cho người thân mình rất là có ý nghĩa luôn á. Ở đây á, thì Trang cũng không quên là mua những cái bánh kẹo mà để dành cho trẻ em. Thì kẹo dẻo có nó có kẹo dẻo trái cây, nó có vitamin, chứ không phải là kẹo dẻo mà cái dạng mình ăn mà nó chua chua, nó bình thường thôi, nó có vitamin luôn. Thường thì mình cho trẻ em ăn cũng ít ít thôi, vì cái này nó chứa có nhiều vitamin lắm. Nên là đặc biệt là Trang về lúc nào Trang cũng mua những cái kẹo dẻo này về làm quà tặng cho con cháu của Trang ở bên Việt Nam á. Thì ở đây cũng có là kẹo sô cô la nè, kẹo sô cô la thẻ. Còn một cái loại này là nếu như trẻ em á, nó rất là thích cái loại này luôn á cả nhà. Ở bên Việt Nam mình á, nếu mà các siêu thị á, mà của Nhật á, bây giờ Trang thấy hình như là cũng có bán cái loại này đó cả nhà. Nó cũng rẻ lắm chứ không có mắc đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng mình về Việt Nam á, mình mua về mình làm quà á. Thì ở đây á, cũng Trang cũng mua có nhiều đồ lắm, Trang mua mang về Việt Nam kẹo sô-cô-la nè. Thì cái video clip hôm nay gợi ý với lại cả nhà mình, ví dụ như mà cũng lâu rồi mình không về Việt Nam á, mình cứ hay suy nghĩ, mình đắn đo, chuyến này mình về Việt Nam mình không biết mua cái gì để mình làm quà cho gia đình nè, người thân của mình hay là bạn bè, mình cứ suy nghĩ hoài, loanh quanh mình suy nghĩ hoài, mình không biết mua cái gì để mình về mình làm quà. Thì đây là cái gợi ý, video gợi ý của Trang để cho cả nhà mình cùng tham khảo, để mình biết mình mua những cái gì mà mình làm quà có ý nghĩa, thật ý nghĩa cho ông bà cha mẹ, người thân của mình và là bạn bè của mình. Đây là cái những cái đồ mà Trang thường xuyên, lúc nào Trang về á là Trang cũng mua, Trang mang về để Trang tặng hết á, người thân trong gia đình, ông bà cha mẹ của Trang nè, hoặc là bạn bè của Trang rất là thích luôn những cái món hàng này. Nhưng mà cũng đã là khá là lâu rồi đó, gần 4 năm rồi Trang không có về Việt Nam đó cả nhà, nên là hôm nay á, Trang chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn để chuẩn bị á, là đóng thùng đi về Việt Nam á.
sau lưng của Trang nè, cả nhà xem, đây là ba cái vali, hai cái vali lớn và một cái vali nhỏ. Thì Trang chuẩn bị hai cái vali lớn đó là Trang đóng thùng quần áo nè, đóng quần áo rồi với lại quà cáp đồ mang về Việt Nam. Thì hai vali lớn này là cái gửi hành lý nè, còn cái vali nhỏ này là cái vali để Trang là xách tay lên máy bay luôn. Thì thật là nôn luôn á cả nhà, đến ngày, gần đến ngày về Việt Nam rồi, còn có mấy ngày nữa thôi là đã bay về Việt Nam rồi, rất là nôn luôn. Nên hôm nay Trang quay cái video clip này, Trang gợi ý với cả nhà, nếu như cả nhà thấy cái video clip của Trang hay, có ý nghĩa thì cho Trang xin một like, một lượt đăng ký. Và nhớ đăng ký thì nhớ bấm cái chuông để mỗi khi Trang ra video mới thì gửi đến cho cả nhà mình cùng xem trong những lúc cả nhà rảnh rỗi. Bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.